chiều một mình trên phố Nam Sơn, lặng bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sợi ấm có tiếng lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền vẫn còn xa bên, con thuyền vẫn còn theo sóng mãi xa mù. Lòng lòng ngập ngừng nói tên yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm anh chẳng gần gần sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim em nỗi thề. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh xin chào các bác nhá. Hôm qua livestream thì em không có dịp để em quay chi tiết kỹ càng về cái lô vang số rất là hay. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để em quay kỹ hơn để cho những cái bác nào đã mua rồi và những bác nào mà đang có ý định chuẩn bị mua thì đỡ phải lăn tăn suy nghĩ nhá. Đấy, chẳng qua là hôm qua chỉ định là bán 5 con với cái giá khai xuân thôi. Nhưng mà hôm nay lỡ nhận lời với các bác 7-8 bác chuyển khoản rồi. Thế là thôi, em khai xuân cả cái lô này luôn với cái giá là 1.400.000 cho các bác chơi. Bác nào chuyển khoản thì 1.300.000 nhé. Lô này có tổng cộng là 22 con. Hôm qua em định khai xuân có 5 con thôi. Nhưng mà hôm nay nhận tiền của toàn anh em khách quen. Thế em ra là em lôi cả lô này em ra khai xuân luôn. Cái lô này thì là cổng quang, phần mềm đầy đủ. Và tiếng rất là hay. Nói có sách thì mách phải có chứng. Hôm nay đây. Làm chi tiết nên là em sử dụng cổng quang các bác nhé. Đây đường vào này. Đường vào input cổng quang này. Đấy, quang cắm ở đây này. Súp xiếc em cắm đầy đủ. Đấy, con này đầy đủ và center surround nhé. Lỗ mic trước, lỗ mic sau. Và đèn led rất là đẹp các bác này. Đèn led rất là đẹp. Tăng giảm tôn nhạc ở ngay bên ngoài các bác này. Để tăng tôn, hạ tôn để các bác hát phù hợp với cái giọng hát của mình nhé. Đấy, và phần mềm đầy đủ này. Đây em đang kết nối phần mềm đấy các bác này. Đấy, đang kết nối phần mềm này. Và phần mềm con này thì rất là dễ chỉnh nhá, rất là dễ chỉnh. Mặc dù nó là tiếng Trung Quốc nhưng rất là dễ chỉnh. Nói chung là anh em nào mà đã biết sử dụng phần mềm vang số rồi ấy, thì tất cả các vang nó đều như nhau hết thôi. Đấy. Còn những cái mà echo với reverb thì mỗi vang nó có một cái đặc điểm riêng. Nhưng mà cái dòng vang này rất là hay luôn các bác nhé. Hay như dòng vang X luôn và trên cơ cái dòng vang Chipad. Đấy. Em vẫn đang bán Chipad đây nhưng mà cái dòng vang nào nó mạnh về cái gì thì em nói về cái đấy. Đây cái phần quan trọng nhất của một con vang số đó là phần hát. Phần đầu tiên là equal của mic này. Đấy thì khi mà các bác mà muốn sử dụng phần mềm nhé, em sẽ gửi phần mềm cho các bác. Phần đầu tiên là equal của mic, phần thứ hai là equal của nhạc và cái quan trọng nhất của một con vang số đấy là phần thứ ba này, đấy là phần echo reverb. Đấy, echo reverb. Đấy, bên này là phần echo bác nhé, đấy, bên này là phần echo đây, còn bên này là phần reverb. Đấy, nó chia hai bên và rất là dễ sử dụng. Đây, delay này và cái độ trễ này. Đấy, nói chung là các bác mà muốn sử dụng thì em sẽ có một cái video riêng em chỉ cho các bác. Và em chỉ cái quan trọng nhất thôi, đó là cái pha trộn giữa echo và reverb nó ở cái cuối cùng này. Đấy, bây giờ là em hát đoạn đầu là em hát echo bác nhé. Bây giờ em sẽ bật tiếng mic thì em thử tiếng echo của nó cho bác nghe này. 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5. Rất là chất luôn. Đấy, khi mà gạt về đằng này thì mình đã pha đây, cái đằng này là đằng reverb này, đằng này là echo. Đấy, và mình sẽ pha trộn vào nhau theo cái tỷ lệ mà phù hợp với lại gia đình mình hát nhé. Tiếng reverb con này rất là mượt luôn. Ê, ê, 1, 2, 1, 2. Đấy, nói chung là một con vang số này nó là một con vang số toàn diện như cái con dòng vang X luôn. Các bác có thể chỉnh được tất cả mọi thứ. Đấy, mà em bán cho các bác chơi một con vang số cổng quang phần mềm này với cái giá mà là từ trước giờ chưa bao giờ các bác mua được ở chỗ nào khác nhé, 1.300.000. Nếu các bác chuyển khoản, còn bác ship code thì 1.400.000. Và ship code thì các bác mua lần đầu vui lòng cọc cho em 100.000 nhé. Đấy, em chơi cho các bác chơi với cái giá bằng vang cỏ. Và cái chất lượng hát của nó như thế nào thì lúc đầu video em có hát cho các bác nghe đấy. Đấy, em chỉ hát chơi mỗi con vàng với lại cắm một con đẩy thôi, một đôi loa. Thế là xong. Hát rất là mượt luôn. Và cái khả năng chống ngũ của nó thì nếu mà các bác không dí mic vào loa, các bác đứng ngay cạnh loa các bác hát ok.
đấy, không nếu không dí mic vào loa ấy. Còn dí mic vào loa thì bó tay không chỉnh được đấy, còn nếu mà chỉ cần các bác cầm mic về hướng đối diện thì các bác đứng cạnh loa các bác hát luôn rất là ok nhé. Còn em còn tầm khoảng 12 con nữa, bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Đây ruột gan nó đây các bác nhé, nhóm ruột gan nó đây, đặc ruột thơm bơ luôn, vị chống hú này đấy, tất cả các chân này các bác này vàng óng cổng quang. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Đấy, tất cả những cái vàng này nó bớt xịn đẹp lắm các bác nhé, tất cả những cái bụi này lau qua cái hết, và lúc tất con nào nó cũng còn cái ni lông bọc bảo vệ này. Thì các bác về các bác thích mới tinh các bác cầm các bác lột ra là mới tinh luôn. Rồi xin chào các bác.